Thưa quý vị đảng viên Cộng sản lâu năm cùng các bạn công an bộ đội thân mến. Trong phái đoàn do Nguyễn Đức Chung cầm đầu đi xuống xã Đồng Tâm vào tháng 6 để thuyết phục dân làng thả hết con tin và cam kết sẽ không truy tố dân làng Đồng Tâm trong việc chống trả chính quyền. Có hai nhân vật đi theo đáng chú ý, đó là ông Dương Trung Quốc và ông Lưu Bình Nhưỡng. Cả hai ông này đều đang là đại biểu, cái gọi là Quốc hội Việt Nam. Trong cuộc đàm phán với nhân dân Đồng Tâm, để tháo ngòi nổ đó, ông Trung Quốc và ông Bình Nhưỡng đã đóng vai trò là người làm chứng cho sự cam kết hứa hẹn của ông Chung với dân làng Đồng Tâm. Nhưng đằng sau vai trò bên ngoài đó, sự hiện diện của hai ông đại biểu quốc hội này còn nhằm làm cho dân Đồng Tâm yên tâm, hết nghi hoặc về những lời hứa hẹn vốn có truyền thống tráo trở của quan chức Cộng sản. Cho đến nay, chúng ta đã thấy hai ông đại biểu quốc hội Dương Trung Quốc và Lưu Bình Nhưỡng đã lộ rõ là những kẻ đã đóng vai trò bình phong trang trí và che đậy để chính quyền Cộng sản lừa gạt người dân Đồng Tâm rồi lật lọng một cách hết sức trắng trợn. Sau khi phát lệnh khởi tố vụ án nhằm vào nhân dân Đồng Tâm, trái ngược hoàn toàn với cam kết bằng giấy trắng mực đèn trước đó, bọn chính quyền cũng đã công bố dự thảo kết luận thanh tra đất Đồng Tâm, với những kết luận hoàn toàn bất lợi cho nhân dân Đồng Tâm. Khi tới Đồng Tâm thương thuyết, để nhân dân Đồng Tâm thả con tin, tất cả phái đoàn do Nguyễn Đức Chung cầm đầu đều tỏ một thái độ hết sức nhũn nhặn, hối lỗi, thành khẩn trước nhân dân, với sự phụ họa hết sức nhịp nhàng của những nhân vật cò mồi như Trung Quốc, Bình Nhưỡng. Nhưng đến hôm nay, như anh chị em và quý vị đã thấy, tất cả bọn chúng đều đã quay ngoắt thái độ, tất cả bọn chúng đều trở giọng kẻ cả, hợm hỉnh lên mặt dạy dỗ nhân dân Đồng Tâm và những người ủng hộ sự phản kháng chính đáng của người dân Đồng Tâm. Các động thái này cho thấy bọn Cộng sản Hồ Tàu đang rắp tâm lặp lại các kịch bản ở Thanh Hóa, Hà Nam, Thái Bình trước đây, nhằm bức hại những nhân vật thủ lĩnh trong vụ nổi dậy tại Đồng Tâm, và nhằm răn đe, khủng bố tinh thần các mầm mống nổi dậy đang âm ỉ trên khắp ba miền, Trung, Nam, Bắc. Nhưng liệu bọn cầm quyền Cộng sản có đạt được những mục đích này không? Chúng ta có thể khẳng định chắc chắn là không. Bọn cầm quyền Cộng sản hiện nay sẽ phải thất bại hoàn toàn trong ý đồ trả thù và khủng bố nhân dân. Các cộng tác viên của chúng tôi đã trao đổi với các cựu viên chức Cộng sản, những người đã phục vụ chế độ Cộng sản. Có những người đã từng phục vụ trong ngành công an, quân đội, và hiện nay đã trở thành những người chán ghét, căm thù chế độ Cộng sản. Những người này cho chúng tôi biết, không chỉ về lâu dài mà ngay trước mắt, những kẻ cầm quyền đã tự chuốc lấy tổn thất nặng nề về chính trị ngay trong hành động tráo trở đối với nhân dân Đồng Tâm. Thứ nhất, sự tráo trở này đã thức tỉnh rất nhiều người về bản chất đểu cát của chế độ Cộng sản. Nó phá tan hết những trông chờ, tin cậy còn sót ở một số người vào khả năng tỉnh ngộ của bọn cầm quyền Cộng sản hiện nay. Từ trước tới nay, luôn có rất nhiều người còn ảo tưởng, cho rằng chế độ Cộng sản có thể cải tạo được, có thể chuyển hóa được, thì nay sự tráo trở ở Đồng Tâm đã tự nhiên làm cho sự tin tưởng trong ngóng của họ trở nên bẽ bàng, tàn lụi. Theo nguồn tin riêng, ngay sau khi bọn cầm quyền phát lệnh khởi tố, nhiều người dân ở Đồng Tâm đã buột miệng kêu lên, không thể không chống lại chính quyền khốn nạn này. Thứ hai, sự lật lọng ở Đồng Tâm là bài học quý giá về sự cẩn trọng, chữ tín cho nhân dân trong các cuộc đấu tranh, thương thảo sắp tới với bọn cầm quyền Cộng sản. Như lời cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã cảnh báo, không bao giờ được tin lời hứa, tuyên bố, tuyên ngôn hay cam kết của bọn cầm quyền Cộng sản. Sau vụ Đồng Tâm, nhân dân ta chắc chắn sẽ biết tìm nhiều cách hiệu quả để bắt bọn cầm quyền phải giữ đúng lời hứa cam kết, bằng không chúng sẽ phải trả những giá rất đắt. Thứ ba, vụ lừa gạt trắng trợn dân làng Đồng Tâm đã giúp cho dân làng Đồng Tâm và toàn xã hội thấy rõ và cảnh giác sự thâm hiểm của giới trí thức, nhân sĩ cò mồi. Thứ tư, sự kiện Đồng Tâm từ bản thân đã cho thấy, nếu biết tổ chức và hành động đúng đắn, nhân dân hoàn toàn có khả năng bắt cả hệ thống chính trị cộng sản độc tài phải đầu hàng, trao trả lại quyền lực cho nhân dân. Khi chính biến xảy ra, đa số lực lượng công an, quân đội chắc chắn sẽ đứng về phía nhân dân và quay mũi súng nhằm vào bọn đầu sỏ độc tài. Với những hệ quả tích cực, trước mắt và lâu dài như thế, chúng ta tin tưởng rằng sự đàn áp, truy tố, triệt hạ của bọn cầm quyền đối với nhân dân Đồng Tâm sẽ chỉ góp phần làm cho ngày tàn của chế độ Cộng sản Việt Nam chóng đến sớm. Tâm Anh và Tiến Văn thân chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị, anh chị em trong chương trình tuần tới. Một Facebooker là anh Nam Anh chia sẻ một câu chuyện thật đáng suy ngẫm. Trước khi báo chí thông tin về vụ Công an Hà Nội bất ngờ khởi tố người Đồng Tâm vào ngày 13 tháng 6 năm 2017, anh có đi xe Uber của một tài xế gốc Đồng Tâm. Anh tài xế đã tự hào kể, làng em đã đấu tranh thành công buộc ông Chung chủ tịch phải cam kết không khởi tố hình sự dân làng. Khi được hỏi là vì sao thành công, anh tài xế nói, vì làng em không theo bọn phản động, không tiếp xúc với bọn phản động, vẫn treo cờ đỏ sao vàng, cờ đảng và sáng chiều đều phát quốc ca. Không thể phủ nhận rằng đoạn tự bạch là một tin vui cho đảng, nhưng lại khiến cho những người đi tiên phong tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền có phần thất vọng. Nẻo đường đưa Việt Nam đến một chỉnh thể về dân chủ vẫn còn xa vời vợi. Nhìn lại thì càng thấm thía nhân dân xã Đồng Tâm tuyệt đối tin tưởng vào chính sách và đường lối của Đảng và Nhà nước, một trong những khẩu hiệu tiêu biểu mà người dân thôn Hoành của xã Đồng Tâm trương lên vào giữa tháng 4 năm 2017, dù bầu không khí khi đó không khác gì rào làng chiến đấu và sẵn sàng một mất một còn với chính quyền. Vì sao ngay cả sau khi phải thức trắng đêm vì lệnh khởi tố ngày 13 tháng 6 của Công an Hà Nội, ông Lê Đình Kình, một trong những lãnh đạo của thôn Hoành, vẫn một lòng trung trinh khi trả lời đài BBC. Đến giờ phút này, tôi vẫn tin vào đảng là có tất cả. Nhưng nếu cứ tiếp tục để những kẻ tham ô không bị xử lý mà lại đi xử lý người dân tố tham ô, thì đảng có nguy cơ mất quyền lãnh đạo. Tâm lý học nhân dân lại càng trở nên mâu thuẫn khi ông Lê Đình Kình lại là nạn nhân đã 82 tuổi của một vụ công an hành hung làm gãy xương hông và sau đó còn bắt cóc ông mang về đồn giam giữ. Lại có một thực tế không thể bỏ qua là tại miền Bắc xã hội chủ nghĩa cho đến nay, những cựu binh đã trải qua 3 cuộc kháng chiến như ông Kình vẫn còn hiện diện và vẫn còn ảnh hưởng đối với cộng đồng xung quanh. Ở khu vực cộng đồng làng xã nông thôn, thông thường giới cựu binh sinh hoạt xã hội như nhiều người dân khác, nhưng khi có biến, nghĩa là có một vụ đụng độ giữa người dân địa phương với chính quyền, mà người dân hoặc là nạn nhân của trưng thu đất đai vô lối, hoặc là nạn nhân về môi trường, vai trò và ảnh hưởng của những cựu binh lại bất thần xuất hiện. Thậm chí kinh nghiệm tổ chức tác chiến dân vận, binh vận, phòng gian bảo mật và hậu cần kỹ thuật của họ đã lập tức khiến cộng đồng người dân địa phương tự nguyện tôn họ làm thủ lĩnh của phong trào khởi nghĩa. Trong cuộc cách mạng Thái Bình năm 1997, vai trò dẫn dắt và lãnh đạo như thế nào đã thuộc về giới cựu chiến binh, cũng là việc dân bắt giữ nhân viên công lực, rào làng, tạm thiết lập chính quyền nhân dân, sau đó phong trào còn lan ra một số tỉnh. Cho tới nay một số cựu binh như thế vẫn còn rải rác ở các tỉnh miền Bắc và Trung Bộ. Khủng hoảng Đồng Tâm đã chứng minh một thực tế là ở những địa phương có số đảng viên cao, thậm chí ở những nơi đảng viên chỉ sinh hoạt chiếu lệ hoặc đa phần đã thoái đảng, vẫn chưa có thành phần nào khác có thể thay thế vai trò dẫn dắt định hướng của giới cựu binh nhiều kinh nghiệm và đã quá hiểu những mưu tính và hành vi của đảng. Đó chính là nguồn cơn để những cựu binh Đồng Tâm đưa ra chủ trương chỉ chống tham nhũng, không chống đảng. Đây cũng là một lá chắn mà những người lãnh đạo của khởi nghĩa Đồng Tâm hy vọng vẫn giữ được một ranh an toàn, hy vọng đảng vẫn ghi nhận truyền thống thường tôn kỷ luật của mình mà không đến nỗi đối xử càn tàu ráo máng với toàn thể nhân dân Đồng Tâm. Tâm lý này khác hẳn với đặc thù xã hội học ở các tỉnh miền Trung như là Hà Tĩnh, Nghệ An, những nơi chỉ có ít đảng viên nhưng tập trung số đông người Công giáo ngoài đảng trong phong trào phản kháng Formosa. Rất nhiều cuộc biểu tình của giáo dân và ngư dân đã thẳng tay dương biểu ngữ, phản đối đảng Cộng sản, thậm chí đà tháo đảng Cộng sản. Thế nhưng cái hầu của vụ Đồng Tâm lại là hiện hình phản trắc chưa từng có. Nhân vật từng được báo đảng vinh danh người hùng, bản lĩnh Nguyễn Đức Chung, sau việc ký bản cam kết và lăn tay trước dân, đã quay ngoắt phủ nhận hành động ấy để mặc cho công an Hà Nội muốn làm gì thì làm. Chùa Chát Thay, chủ trương ngoài miệng, dân vẫn tin đảng của những cựu binh như ông Lê Đình Kình đã bị thất bại, bị bội phản hoặc gần như thế bởi thói đổi trắng thay đen quá nhanh từ chính những đại diện của đảng. Ngay khi lệnh khởi tố Đồng Tâm được Công an Hà Nội phát ra, không chỉ người dân xã này mà rất nhiều người lo lắng hiện tình đất nước đã choáng váng. Nhưng sau đó là ngạc nhiên, kinh ngạc, tại sao vụ Đồng Tâm đã được tháo ngòi nổ từ cuối tháng 4 đến nay không có bất kỳ biểu hiện nguy hiểm nào từ phía người Đồng Tâm, thậm chí Đồng Tâm còn được báo đảng quảng bá là yên vui và tin đảng. Thanh tra Hà Nội đang tiến hành thanh tra đất đai, lại đang diễn ra kỳ họp Quốc hội mà công an lại tung ra một lệnh khởi tố khiến xáo động đời sống người dân, khiến ông Lê Đình Kình phải thốt lên, Đồng Tâm lại trở thành điểm nóng. Cứ như thể có một bàn tay quyền lực từ bóng tối thò ra khuấy động trở lại vụ Đồng Tâm, biến người dân nơi đây thành vật hy sinh cho một âm mưu sâu hiểm nào đó. Vài ngày sau đã tràn đầy giả thuyết, những giả thuyết không những không hoang đường mà còn gần gũi với thực tế. Ông David Brown, một quan chức ngoại giao Mỹ ở Việt Nam cho VOA Việt ngữ biết rằng chúng không có gì khó hiểu nếu bước đi táo bạo của ông Chung có thể đã khiến một số người trong Bộ Công an không hài lòng và chính vì thế họ tìm cách khôi phục kỷ cương bằng cách điều tra và truy tố các dân làng. Nói tóm lại, vụ khởi tố này là bằng chứng cho thấy một sự đấu đá ở hậu trường. Một cư dân Hà Nội và đặc biệt quan tâm chính sự là giáo sư Nguyễn Đình Cống cũng nêu ra một giả thuyết. Vài lời với ông Hoàng Trung Hải và Nguyễn Phú Trọng, sự việc Đồng Tâm vừa qua và gần đây các ông biết cả chứ. Quan điểm của các ông thế nào khi việc này trực tiếp ảnh hưởng đến uy tín của đảng? Phải chăng các ông làm ngơ, kệ cho ông Chung và Công an Hà Nội làm gì thì làm? Không được, các ông chủ trương đảng lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối. Trong việc này, tôi thấy lờ mờ bóng của các ông đằng sau lưng Công an Hà Nội. Có thể nào các ông nên có ý kiến công khai để dân còn biết đường xoay sở. Nhiều người trong nhiều giới khi bàn về lệnh khởi tố Đồng Tâm cũng xoáy vào nguyên nhân nội bộ. Cần nhắc lại tình trạng an nguy chính trị của Nguyễn Đức Chung đã râm ran từ khi nổ ra vụ Đồng Tâm. Khi đó có dư luận cho biết nếu ông Chung không giải quyết êm vụ này thì ông ta tất phải chịu trách nhiệm về điều hành yếu kém và phải bị thay thế tại Hội nghị Trung ương 5 của đảng diễn ra vào tháng 5 năm 2017. Nhưng cho dù đã phải cúi đầu cam kết với dân, hoang lộ của Nguyễn Đức Chung vẫn chưa kết thúc. Hình như vẫn âm thầm đâu đó một thế lực chính trị muốn bế ông Chung khỏi cái ghế Chủ tịch Hà Nội ngồn quyền và lợi. Rất có thể đây chính là nguyên nhân mà đã khiến người dân Đồng Tâm một lần nữa phải mất ngủ vì sôi sục, trong khi lẽ ra chính quyền có thể tạm yên tâm trong không khí hoàn toàn ôn hòa và tạm tin đảng của nông dân thôn Hoành. Nói cách khác, lệnh khởi tố Đồng Tâm đã lộ thẳng thừng một sự thật. Đảng chẳng hề quan tâm đến số phận người Đồng Tâm. Nói cách khác, cái đảng ấy cùng lý tưởng của nó đã trở nên quá trừu tượng trong khi vẫn để mặc những đại diện của đảng lợi dụng vụ Đồng Tâm thành vật mặc cả. Hoặc sống mái hơn thì có thể tạo ra một vụ khủng hoảng hậu Đồng Tâm để tranh giành quyền lực và lợi ích vương bá. Cùng với tâm trạng thất thần của người Đồng Tâm trước lệnh khởi tố ngày 13 tháng 6 của Công an Hà Nội, dư luận xã hội cũng bùng nổ. Một trong những luồng dư luận là nhân dân Đồng Tâm sẽ sáng mắt sáng lòng sau vụ này. Quả thật, đã có chút cải cách dân chủ từ phía người dân Đồng Tâm nếu trong và cả sau cuộc khủng hoảng tháng 4 năm 2017, hầu như không có người nào trong Đồng Tâm có mối liên hệ đáng kể nào với các tổ chức xã hội dân sự độc lập đấu tranh cho dân oan đất đai và quyền sở hữu tư nhân đất đai, cũng không chịu trả lời phỏng vấn và thông tin cho các trang mạng lề dân và báo đài quốc tế, thậm chí chỉ hạn hữu tiếp xúc và trả lời báo chí nhà nước. Thì sau ngày 13 tháng 6, chính đảng viên 56 tuổi đảng Lê Đình Kình đã lần đầu tiên trả lời phỏng vấn đài BBC Việt ngữ với độ bức xúc chưa từng có. Trong đó ông Kình thẳng miệng gọi Chủ tịch Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng Nguyễn Đức Chung là phản bội. dường như người dân và đặc biệt là những đảng viên hưu trí đồng tâm đã bắt đầu nhận ra sự thật về những tổ chức xã hội muốn giúp đỡ họ trong cuộc đấu tranh không mạnh thì chỉ có nước chết này. Trong chiến dịch giao lang chiến đấu, vào tháng 4 năm 2017, Đồng Tâm đã trở nên mạnh mẽ với tinh thần đồng lòng và được dẫn dắt bởi giới cựu binh vốn đã quá quen với việc xây dựng thế trận nhân dân. Nhưng nếu không có các trang mạng xã hội cùng nhiều tổ chức xã hội dân sự trong nước và ngoài nước, kể cả báo chí quốc tế cũng phải quan tâm và đưa tin liên tục liệu bộ chính trị chóp bu của Đảng có chịu xuống nước nhanh đến thế với một bản cam kết không chỉ ký sống mà còn lăn tay của Nguyễn Đức Chung. Bài học gần nhất là phong trào biểu tình phản kháng Formosa. Đó là một sự kết nối hoàn hảo giữa phong trào này và mạng xã hội, các cộng đồng trong nước và quốc tế, thậm chí còn có một chuyến đi châu Âu để tố cáo Formosa và quốc tế vận của Giám mục Nguyễn Thái Hợp, chính quyền Việt Nam đã không thể che tai bịt mắt. Trước đó nữa, nếu không có mạng xã hội thì liệu những vụ đình đám nội bộ như Nguyễn Bá Thanh, Phùng Quang Thanh, nợ công, nợ xấu, sân gôn trong sân bay Tân Sơn Nhất có được Đảng chủ động thông tin cho dư luận xã hội? Hãy cùng suy ngẫm. Đồng Tâm hiện thời và có thể những Đồng Tâm khác trong tương lai sẽ mạnh mẽ, cứng cỏi hơn, tự bảo vệ mình hiệu quả hơn nếu biết gác lại tư tưởng lá chắn có Đảng là có tất cả, để ít nhất cũng làm cho tin tức xung đột dân quan không còn thuộc về thói sở hữu độc tài của Đảng.